2 triệu đồng, có cổng USB Type C, sạc nhanh, pin 5000mAh. Xiaomi vừa mở rộng dòng sản phẩm giá rẻ Redmi A tại thị trường Ấn Độ với dòng Redmi 8A hoàn toàn mới và có nhiều nâng cấp đáng kinh ngạc. Cụ thể, Redmi 8A sẽ sở hữu pin dung lượng khổng lồ lên tới 5000mAh, cho phép sử dụng trung bình từ 2 ngày với mỗi lần sạc. Ngoài ra, máy còn giới thiệu cổng kết nối USB Type C đi kèm sạc nhanh 18W, trong khi hầu hết smartphone phân khúc giá rẻ thậm chí tầm trung, hiện vẫn chỉ dùng cổng micro USB. Về thiết kế, máy sở hữu màn hình giọt nước khá ấn tượng với kích thước 6,22 inch, độ phân giải HD+, phần vỏ máy vẫn chỉ được làm từ nhựa. Tuy nhiên nhờ thiết kế mới mang tên Aura Way Grip giúp mở rộng viền của điện thoại ra bên ngoài thân máy, với các hoa văn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm, đồng thời giảm thiểu dư lượng vân tay đến mức tối thiểu. Về mặt phần cứng, máy chạy chip xử lý Snapdragon 439 thay vì MediaTek trên hầu hết các smartphone giá rẻ. Hai tùy chọn gồm 2GB RAM và 3GB RAM cùng bộ nhớ trong 32GB.